Trưa 28 tháng 11, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM công bố xong cáo trạng truy tố Nguyễn Minh Khải, cựu giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM cùng 7 đồng phạm, từng là cán bộ của bệnh viện, về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Nội dung cáo trạng thể hiện, bị cáo Nguyễn Minh Khải là chủ mưu, chỉ đạo can thiệp đấu thầu trái pháp luật, gây thiệt hại tài sản cho nhà nước và người bệnh hơn 14,2 tỷ đồng. Viện Kiểm sát Nhân dân cũng xác định có 14.800 bệnh nhân là bị hại trong vụ án. Người bệnh bị móc túi từ vài chục nghìn đến hơn 1 triệu đồng. Cụ thể, khi người bệnh đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện Mắt, đều không được giải thích cụ thể từng loại chi phí, không được biết giá thủy tinh thể nhân tạo. Bệnh nhân chỉ được biết bảo hiểm y tế có chi trả một phần chi phí. Với mong muốn nhanh lành bệnh, nhiều người đã lựa chọn phẫu thuật thay thủy tinh thể theo tư vấn của bác sĩ. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, người bệnh và gia đình được biết Bệnh viện Mắt đã vi phạm về đấu thầu trong việc mua sắm thủy tinh thể nhân tạo, dẫn đến họ phải trả chênh lệch cao hơn so với các sản phẩm thủy tinh thể không được xét trúng thầu. Cơ quan điều tra làm việc với 11.161 bị hại, có 9.182 người xác định do số tiền chênh lệch ít và hiện đã khỏi bệnh nên đề nghị sung công quỹ phần chênh lệch và không có kiến nghị khác, 1.979 người đề nghị bồi thường. Tại thời điểm kết thúc điều tra, có 3.637 người không trình báo.